trong hồn mong sao cho không phai sắc hương. Những bông hoa kia mau phai tàn rụng thảm. Thân mến chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của Kim Minh Washington DC. Các bạn ơi, thấy cái bình hoa của mình không? Mình mới ra ngoài sân, mình bẻ một nhánh hoa vào đây nè các bạn. Mình để vào cái ly nè các bạn, nhìn dễ thương không? Hai nhánh. Để đây trưng cho nó có một cái chút gì đó là có hương sắc mùa xuân nha các bạn. Đó, đẹp quá. Hôm nay hoa nở đẹp quá các bạn. Rồi, ngày hôm nay á, mình ngồi đây mình kể cho tất cả mọi người nghe về một câu chuyện mà mình ví von là mình nói là chuyên mục nói xấu chồng á các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ kể cho tất cả mọi người nghe về câu chuyện mà ông xã của mình á, ổng lần đầu tiên đi xe đò và lần đầu tiên đó đi như thế nào thì mình kể cho tất cả mọi người nghe. Có rất là nhiều chi tiết hấp dẫn mà mình cảm thấy rất là vui, mà đến bây giờ mình ngồi mình nhớ lại những cái chi tiết đó mình cũng cảm thấy rất là mắc cười các bạn. Và mình sẽ bắt đầu câu chuyện mình kể cho cả mọi người nghe nha. Các bạn biết không, thì trước đó một tháng là mình đã nhận lời lấy ổng rồi. Thì lúc đó mẹ mình đi về quê trước, mẹ mình làm những cái việc linh tinh lặt vặt trước, là ví dụ như chuẩn bị đặt bàn rồi thống kê bao nhiêu người, gạo khảo sát lại để biết đường mời bao nhiêu người khách á. Rồi còn mình với ổng là khoảng 2 tuần, khoảng hơn gần 2 tuần chứ chưa tới 2 tuần thì mình với ổng mới đi về quê. Sau thì lúc đó mình mẹ mình ở dưới quê lên lại thành phố và đi chung với mình đi về quê và mang thêm một mớ đồ đem về quê nữa, tại vì mua sắm một mớ đồ ở Sài Gòn đem về. Rồi xong rồi cái tối đêm đó ngủ lại nhà mình để sáng mình đi ra xe đò sớm, tại vì ổng đi chung với mình mà, và ngủ lại nhà mình. Mà lần đầu tiên đó là mình cho ổng ngủ lại nhà mình, chứ mỗi khi là mình đuổi về không mà. Tuy là vợ chồng sắp cưới thiệt nhưng mà mình không có cho ở ở nhà mình đuổi về không mà, cứ đê, tới chơi tới 10 giờ rưỡi là bắt đầu, gần 11 giờ là mình đuổi về, mình không cho ở lại. Rồi cái ổng mới nói là anh với em sắp cưới mà sao không cho anh ở lại. Em nói không, anh cứ về đi, khi nào mà thành vợ chồng đi rồi tính, còn bây giờ là em anh chưa có là vợ chồng, mình đuổi ông về là mình chở ông về nhà, trong về nhà em ông ngủ. Các bạn biết sao cái tối đêm đó mình mới cho ở lại ngủ để sáng hôm sau là đi chung với mẹ con mình đi về quê. Thì tối đêm đó 5 giờ sáng là mình phải thức dậy để mình chuẩn bị cuốn gói quần áo, sắp xếp quần áo. Rồi tối đó là mình đã xếp đồ vô trong vali hết rồi, nhưng mà vẫn sáng vẫn phải thức sớm để ăn một cái miếng gì đó lót dạ trước khi đi lên xe. Tại vì mình hay có cái thói quen là nếu như mình lên xe mà mình không có một chút xíu gì đó, ví dụ một chút bánh cũng được, còn nếu không có là mình sẽ bị ói á. Cho nên đó là sáng mình thức dậy mình pha nước rồi pha cà phê cho ba mình rồi mẹ mình rồi ổng, mỗi người một ly uống cho tỉnh táo, tại sáng thức sớm quá mà. Uống mỗi người một ly cà phê xong rồi bắt đầu cái mình có mua chuẩn bị bánh mì sẵn. Bánh mì sẵn thì sáng mình nhận cho mỗi người nửa ổ, không có làm cho ăn nhiều, tại ăn nhiều sợ sáng ăn không tiêu, thì lấy mỗi người một nửa ổ bánh mì gì đó ăn cho lót dạ, cho đừng có bị cào ruột đó các bạn. Rồi xong có bắt đầu mới dẫn ông đi ra bắt xe ôm. Bắt xe ôm mà lúc đó ở bên đây thì mình nghĩ là ổng đã mấy chục năm ổng ở Mỹ nè, ổng đi xe hơi không mà, cho nên ổng không có quen đi xe ôm các bạn. Vui lắm, là ổng mấy lần mà mình chở ổng đi chơi mình thấy ổng ngồi cũng mắc cười lắm. Cái xong bữa đó lần đầu tiên là đi bắt xe ôm, ổng hỏi là bắt xe ôm ở đâu em, cái mình mới nói là ra đầu đường bắt xe ôm. Thì lúc đó là cũng nhiều đồ quá cái mình mới ra đầu đường, mình không có bắt xe ôm mà mình kêu một chiếc taxi. Mình kêu chiếc taxi cái tại vì mình nè, mẹ mình nè, ba mình nè là hết 3 người rồi, rồi xong ổng nữa là 4 người, rồi anh hai mình nữa là 5 người. 5 người là đi xe ôm sau đủ, là xe ôm phải 2 chiếc rồi quần đồ đạc nữa. Thấy vậy mới kêu chiếc taxi đi đi ra bến 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 xe. Nhưng mà từ cái bên chiếc taxi đó đi bến xe thì tới cái đoạn đó là ổng chiếc taxi nó không có chạy vô cái khu đó được, nó chỉ chạy tới cái chỗ đó, cái xong nó bỏ hai cái đầu, mấy mẹ con mới đi bộ lại cái chỗ bến xe. Các bạn biết không, đi bộ cái ổng ổng ga lăng lắm, tại
được vợ mà chú có lẽ là mừng á, cái xong cái dành sách đồ của bạn mà đồ nhiều lắm, đồ nhiều lắm mà tội nghiệp lắm, dành sách mình á thì mình thấy đồ nhiều quá mình cũng muốn sách vụ cái dành ha, bên đây một tay ha, bên đây một tay ha, ở sau lưng vải cái ba lô ha, rồi xong rồi các bạn biết không, rồi rồi thêm gì nữa ta, bữa đó thêm quải, đúng rồi quải thêm cái bóp của mình bên đây nữa, nhìn mắc cười lắm. Cái các bạn thấy hả, bao nhiêu đồ là ổng na hết trên người ổng luôn á, mình chỉ đi là bữa đó mình xách có một cái giỏ đồ ăn hay gì đó, hay là cái thùng thùng gì đó mình xách chỉ có một cái đó thôi, rồi còn nhiêu là ổng dành ổng xách hết trơn à, mà cái mình đi sao mình nhìn tới mình thấy ổng cũng mắc cười, đi giống như là đi chạy đi 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 đi, đi kêu bằng à, đi cứu khổ cứu nạn gì giống vậy đó giống như đường tăng mà đi chuẩn bị đi thỉnh kinh vậy, y vậy các bạn. Cái đi tới xong rồi là khi mà lên xe các bạn biết không, khi mà lên xe bắt đầu xong đi xe đó ngồi đi thì ổng nói sao xe nhỏ quá vậy em, ổng nói với mình là sao cái xe nó nhỏ quá vậy em, cái mình nói mình kể cho các bạn nghe. À, mình kể cho các bạn nghe là khi mà đi đến xe rồi bắt đầu mình mới bỏ đồ lên xe, bỏ đồ hết lên xe rồi cái mới lên xe ngồi thì chỉ chừa một hai cái hành lý nào đó mà mình quan trọng thì mình ôm gần người thôi, còn những hành lý không quan trọng thì bỏ dưới cốp. Các bạn biết không, cái ông mới nói à, ông nói mình á em ơi sao xe nhỏ quá vậy em, mà các bạn biết không đi xe 50 chỗ mà ông chê xe nhỏ, mình nói trời ơi anh xe này mà anh còn chê nhỏ hả anh, xe 50 chỗ là đi là thoải mái rồi đó anh, còn còn nếu như mà đi mà như ngày như mà mấy cái chiếc xe mà 10 18 16 chỗ rồi đó hả, là coi như là thở không nổi luôn á, đi từ Sài Gòn mà về quê mà đi chiếc xe 16 chỗ là coi như là về tới nhà là bèo nhèo te tua luôn ấy, không phải là bình thường á. Cái ổng ngồi xe 50 chỗ mà ổng còn chê nhỏ các bạn, mấy xe gì nhỏ vậy em, xe đò 15 50 chỗ mà cái loại mà ghế ghế ngồi á các bạn, chứ không phải là giường nằm nghe, giường nằm thì rộng rãi hơn rồi. Tại đợt đó là mình đi cái chuyến xe của mình á là giường nằm á là đi sớm hơn hoặc là trễ hơn, mà mình là thường thường là mình đi khoảng 5 giờ mình đi ra tới đó là mình đón chuyến xe 6 giờ, còn nếu như mà đi chuyến xe 5 giờ là quá sớm mình thức không nổi, 5 giờ 5 giờ chuyến xe 5 giờ là phải 4 giờ mình thức rồi, là mình thức không nổi, mình thấy vậy mình chọn chuyến xe 6 giờ thức, 7 giờ đi ra tới đó là 6 giờ xe chạy. Thì cái ra tới ngoài đó lên chiếc xe ngồi các bạn, ổng thì cũng bự con, ở Việt Nam mình thì có lẽ là cái xe đó nó thiết kế cho người Việt hay sao nó nhỏ 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 không à. Rồi các bạn biết không, ổng ngồi xuống á cái ổng co cái giò lại nha, các bạn biết xe đò thì ngồi co cái giò cúng cái giò hai cái đồ gì đúng không, mà ổng ngồi á là cái người của ổng ngồi sát vô luôn cái thành giường thành ghế rồi, nhưng mà cái giò ổng chí mí cái chỗ mà ghế trước các bạn, ổng không nhúc nhích được. Cái ông nói bởi vì ông nói nhỏ là đúng, tại vì cái giò của ổng vậy nó không có cử động được, cái xong cái mình thấy vậy mình cũng kêu thôi vậy thôi anh ra phía ngoài anh ngồi, tại vì khi mà ổng ra phía ngoài á là ổng quay ngang như vậy rồi ổng thọt cái giò ổng đưa xéo ra phía ngoài được là không không có bị vướng cái chân. Rồi các bạn biết không, xong rồi cái lên ngồi xe dài quá cái bắt đầu cái thang đau chân quá, mỏi giò quá đau đít đó các bạn biết không, bắt đầu ngồi thang thang. À, tại vì khi mà bác các bạn ngồi mà nó không được thoải mái á, thì các bạn cảm thấy nó rất là khó chịu và nó mệt á. Cái hồi ông nói đau đít quá, tao kiểu ngồi gắn gồng vậy nè, ngồi vậy nè. Rồi cái ghế á, thì không có được bật ra sau, tại vì khi các bạn bật ra sau là cái phạm vi của cái người ở sau người ta hẹp lắm, người ta chịu không nổi là người ta sẽ la. Cho nên á, ổng không có muốn bật ra sau, cái ông ngồi ông gắn ông chịu đựng, cái ông thọt cái giò ở phía ngoài vậy đó. Lú vào được cái giò thì cái giò được thẳng thẳng rồi được chút xíu là cũng đỡ đỡ, kêu bằng dễ thở chút xíu. Xong rồi lên các bạn bắt đầu ăn biết không, mình á thì mình lên có cái bệnh lên xe là mình buồn ngủ, mình lên xe là mình hay ngủ, mình nhắm mắt lại mình ngủ, tại vì hồi trước á mình có cái tật là mình lên xe là mình ói, lên xe là ói mặt xanh mặt đỏ luôn á. Rồi xong rồi cái mẹ mình cứ kêu là mình nhắm mắt im lặng đi, giống như mình cảm giác như mình ngủ vậy đó là sẽ đỡ, nó không có bị say xe. Cái mình làm như vậy riết rồi các mình quen các bạn, cái hễ lên xe là buồn ngủ thôi. Rồi cái xong cái mình nằm mình lên xe bắt đầu mình nói thôi vậy thôi anh ngồi đi em ngủ nha, mà thường là mình lên xe mình đi 8 tiếng từ Sài Gòn về Sóc Trăng là đi xe đò là 6 tiếng 7 tiếng đồng hồ,
Mà nếu như xe mà chạy chậm là 8 tiếng các bạn, mà xe mà chạy nhanh mà đường cấp sao á, cấp sao là chạy đường có mấy cái đường mà liên tỉnh rồi mấy cái đường mà rút ngắn lại đó thì còn có 6 tiếng thôi, chứ hồi trước là đi 7 tiếng 8 tiếng không các bạn. Rồi chưa kể kẹt xe ha, kẹt xe hoặc là xe hư rồi ha, xe trục trặc rồi ha, là coi như là 8 tiếng là chuyện bình thường. Cái mình lên xe là mình ngủ thôi, mình lên xe là bắt đầu hả, mình ngồi cỡ 15-20 phút là bắt đầu mình ngủ rồi. Rồi cái ổng mới nói thôi vậy thôi em ngủ đi. Cái mình á thì ngồi hai người, cái mình dựa mình ngủ gì nè. Cái mình nói thôi vậy thôi anh để cái giò ra đây, để em nằm lên cái giò em ngủ. Các bạn biết là ổng cũng gắng chịu đựng, mình nằm lên cái giò ngủ mà mình cảm giác chắc lúc đó cũng mệt lắm, vừa khó chịu ngồi rồi còn phải chịu đựng bị tê á. Khi mà các bạn cho ai mà nằm lên đùi của mình lâu quá là các bạn sẽ bị tê, chắc tê cũng chịu không nổi. Cái xong cái mình ngủ thức dậy, cái một hồi mình thấy đi, lúc mà cái đoạn mà người ta cho mình đi tiểu đó, cái ông đi xuống mình thấy ông đi cờ lết là cái tê chân á, đi cờ lết vậy đó, tội nghiệp. Cái mình thấy lúc đó cũng mắc cười. Cái hồi lúc xíu sau cái mình không có nằm bên đùi không nữa, mà mình dựa vô cái xe, vô cái cửa kính xe với cái chỗ mà cái ở trong phía phía trong xe, mình lấy áo mình kê mình ngủ thôi, chứ mình không có nằm dòm nữa. Mình thấy tội nghiệp quá, thôi mình không có nằm nữa. Rồi xong rồi các bạn biết không, khi mà đi xuống đi tiểu xong á, ông kêu mình á là đừng có đi xuống, em ngồi trên xe đi. Rồi cái xong anh đi tiểu xong mà em phải đi xuống. Cái xong mình tưởng chuyện gì, cái mình cũng chờ ông đi tiểu xong, cái ông lên xe, cái ông nói rồi đó em đi đi, để em coi hành lý cho, để em thôi ta lấy hành lý của mình. Mình nói trời đất ơi, người gì mà kỹ thấy sợ luôn. Cái mình nói ráng ngồi giữ mấy cái hành lý đi nha, chỉ có mấy cái quần áo rách rưới thôi, chẳng ai thèm lấy đâu, mà lấy cũng mà cầu mong cho ta lấy à. Cái mình nói vậy, cái ông nói không, mình phải giữ hành lý mình em. Ông không đi các bạn. Cái xong cái ông ngồi lên xe, xong rồi cái ông nội nào á, ông ngồi trước cũng bự con rồi, cũng giống như ổng bị giò cũng dài, rồi ngồi ở trước cái đụng cái thành ở phía trước các bạn. Cái xong cái ổng mới chửi thề với chồng mình, ổng nói là cái giò tao dài mà mày còn gắn đẩy, cái ghế lên phía trước nữa, theo kiểu là đập giống như là dằn mâm sáng chế vậy nè. Đã cái giò tao dài mà còn đẩy lên nữa, mày kéo cái sao coi. Cái xong cái thằng chồng mình mới nổ máu cùng đồ lên, chồng mình mới nói là ông nói là không phải có một mình giò mày dài không, là giò tao cũng dài nè, mà hả tao mày coi kỹ là coi cái ghế có đẩy được hay không mà mày nói tao đẩy. Cái xong cái ông chồng mình mới vỗ trên cái thành bàn lại tiếp, lỗ bóp vậy nè. Ông nói hả bây giờ mày muốn cái gì. Cái xong chồng mình nói vậy đó, chồng mình hỏi bây giờ mày muốn cái gì. Mày coi cái ghế rồi, cái ghế ở trên xe đò là nó hàng các bạn, mình đâu có đẩy được đâu. Em nói hả mày coi cái ghế rồi nó đẩy được không mà mày nói tao đẩy. Cái xong cái hai ông cử cái mình lên, mình nói thôi 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 đi, được rồi nói vậy là ông biết rồi. Cái xong cái ngồi xuống hai ông hườm 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 với nhau, mình mắc cười, mình nói chà chà cũng dữ á, cũng hung hăng dữ à, chứ không có hiền gì đâu à, không cũng khó ăn hiếp lắm à. Cái xong các bạn biết không, đi đi đến thành phố Sóc Trăng, cái ông hỏi là tới rồi hả em, tại ông nghe mình ở Sóc Trăng ông hỏi tới rồi hả em. Cái mình nói là chưa, mình nói còn tiếng nữa mới tới. Ông nói hả còn tiếng nữa hả, trời ơi anh tưởng tới anh mừng chết. Là lúc đó là khoảng năm đi xe buổi sáng thì khoảng tầm 11 12 giờ là tới Sóc Trăng, thì tới nhà mình là 1 hoặc 2 giờ trưa mới tới nhà đó. Cái xong cái ổng nói hả còn tiếng nữa mới tới hả. Cái mình nói còn tiếng nữa mới tới. Cái xong cái cũng gán ngồi chờ cái dòm tới dòm lui hai bên vậy đó các bạn. Cái tới cái đoạn nhà của mình đó là tới Phú Lộc quẹo vô, mình ở Sóc Trăng á, nhưng mà tới cái đoạn đó là kêu bằng tẻ qua huyện rồi, tỉnh nhỏ rồi. Cái xong cái đi tới cái đoạn đường nông thôn á, đoạn đường quốc lộ mà quốc lộ nông thôn các bạn. Cái ổng mới nói là ủa sao đường nhỏ vậy em, mà các bạn biết quốc lộ nông thôn thì lộ 6 mét, nhưng mà xe là hai xe lớn chạy ngang được với nhau. Nhưng mà nếu như mình chạy đường lớn ở ở thành phố Mỹ này quen rồi đó, mình về dưới đó là mình cảm thấy rất là kêu bằng hẹp, mình cảm thấy nó rất là chật và hẹp. Mà các bạn thấy những người tài xế dưới quê người ta chạy hay lắm, người ta chạy qua nhau sát 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 với nhau này nè. Và cái bắt đầu ông nói trời ơi
cái đường này nhỏ xíu. Nếu thật sự mà tính cái đường đó là bằng với một cái đường bình thường ở bên đây nha các bạn, nhưng mà bên đó là hai chiếc xe tải, hai chiếc xe đò có thể chạy ngang nhau. Ông nói chờ hai chiếc xe chị rồi làm sao chạy qua được em, tại vì đoạn đó là xe lớn này chạy vô trong, xong cái tới cái khúc mà có thấy có chiếc xe lớn ở phía trong chạy ra, cái ông nói trời có chiếc xe lớn chạy qua kìa, đường nhỏ quá rồi là xong làm sao qua. Cái ông thấy ông tài xế với cái ông kia hai ông lách với nhau qua mặt một cái ông gọi nó trời ơi gì mà mấy ông này cũng chạy được hay thiệt. Anh chạy đường bển rộng rộng quen rồi, về về đây cái nhìn cái đường này thấy ớn thiệt chứ. Cái ông nói mình vậy đó, mình mới nói ông nói hả đường vậy là đỡ rồi đó anh, bự rồi đó, hồi trước là cái đường nó còn nhỏ hơn nữa, bây giờ nó mở rộng ra thêm 2 mét nữa đó, chứ hồi trước là đường 4 mét thôi, chạy có được một chiếc hai chiếc xe 16 chỗ chạy ngang thôi chứ không được xe 50 chỗ vô đâu. Rồi á cái xong cái ổng mới hỏi là ủa gì đến nhà cho em, tại vì từ cái đoạn đó vô nhà tới nhà mình đó là tới gần 20 cây số lận. Cái chạy vô cái ông nói ủa sao chạy sâu quá vậy, càng ngày càng sâu vậy. Ông hỏi nhà em ở trong đó bộ nó hẻo lánh lắm hả, mình nó không có hẻo lánh ở ngoài mặt đường nhưng mà tại vì nó chạy vô sâu thôi chứ chưa tới đâu, chờ đi chút xíu nữa. Cái khi các bạn biết bước xuống nhà mình rồi tới nhà mình, tại nhà mình là ngay ngay quốc lộ nó luôn, là tới cái đoạn đó là chỉ bước xuống là ngay cửa nhà thôi, cái đi đến cái nhà mình bước xuống rồi bắt đầu cái ông dòm, các bạn biết dòm giáo giá trời, ông dòm giáo giác ông nói trời ơi ở đây mát quá ha. Mà thật sự là khi các bạn đang ở thành phố mà các bạn về quê là các bạn cảm thấy rất là mát, vì ở dưới thành phố, ở trên thành phố thì không có cây xanh nhiều mà ở dưới quê mình thì cây xanh nhiều đó. Cái đầu bước xuống mát quá em ha, thích quá trời thích luôn các bạn. Cái mình nó hỏi cái ổng nói mà ở đây buồn quá ha, không có vắng theo kiểu vắng, nếu như thật sự mà tính ra mà nếu nói tiếng buồn thì cũng giống như bên Mỹ vậy các bạn, vắng que à, không có thấy ai hết trơn, chỉ trừ buổi chiều thôi, buổi chiều nhà nhà này qua nhà kia chơi thôi chứ còn không có cái vụ mà xe chạy qua chạy lại ồn ào thì không có chuyện đó, chỉ có là nhà người này qua nhà người kia chơi thôi chứ còn những cái tụ điểm hay là chiều đèn phố xá rồi lên đèn thì không có đâu. Cái ông nói trời ở đây mát quá ha, thích quá ha. Các bạn biết không, lần đầu tiên đi xe đò mà như vậy đó các bạn, mình nói cái mình cảm giác mình nói đúng là thật sự là mình thấy là nhiều cái ông ở bên Mỹ về bị kiều bị chặt chém cũng lý do là gì đó, người người ngáo ngáo vậy đó, cái gì cũng lạ hết. Theo kiểu ở bên đây thì cái sinh hoạt nó khác và cái di chuyển giao thông của nó khác, còn khi về Việt Nam cái di chuyển giao thông cũng khác nữa. Cái mấy ổng cứ ngơ ngơ ngáo ngáo vậy đó, bởi vậy hả đưa đầu vô là chém bay đầu thôi đó. Cái mà mình cảm thấy cũng rất là mắc cười. Lên xe xe người ta đi không ai khiếu nại chật hết trơn, không ai khiếu nại là nhỏ hết trơn, ai cũng khen là rộng rãi đi xe vậy thoải mái thoáng ha. Cái còn ổng lên xe cũng chê xe nhỏ, cái mình nói trời chiếc xe vậy mà còn chê nhỏ, bó tay luôn, không còn cái điều gì để mà nói luôn. Rồi lần sau đi cái mình thấy vậy mình mướn mình đi chiếc xe giường nằm cho ổng, cái ổng cũng chê nữa các bạn. Mà các bạn biết ổng chê sao không, ổng nói giường nằm khó chịu quá, anh không nằm được, thà ngồi ngồi luôn, còn nằm là nằm xuống luôn, còn cái này nó hơi giỏng giỏng vậy nè các bạn, nó hơi ủ nó ở trên đây nó có một cái dốc rồi bắt đầu cái vậy nè, cho nên ổng nằm không có được, ổng nằm xuống cái ổng nói là nằm xe nó chạy nó dằn 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 cái nó cứ tuột anh xuống như vậy nè. Rồi cái xong ông nói dằn dằn tuột xuống, ông nói ngủ cũng được mà ngồi á, ngồi thì đau lưng không có chỗ dựa, tại vì cái chỗ đó là nó nghiêng dai qua như vậy rồi đâu có dựa được. Cái ông mới nói là ngồi thì không có chỗ dựa mà nằm á, thì nó cứ tuột hoài cứ gồng hoài mệt cũng chết. Ông nói đi xe mệt quá. Rồi các bạn biết không, đi được 2 lần xe đò lần sau không chịu đi nữa, không chịu đi nữa, cứ đòi mướn xe đi thôi. Rồi các bạn biết không, đi đi bao xe đi mà mỗi lần bao xe như vậy là đi từ ở dưới quê lên Sài Gòn như vậy là 2,5 triệu, mà một lần đi vậy là 2,5 triệu, cứ không cần biết là bạn có đi rồi về hay không cũng 2,5 triệu, cứ một chuyến vậy là 2,5 triệu đó. Cái xong các bạn biết đi đi được 2 chuyến xe đò rồi xong sợ luôn, sợ xe đò Việt Nam luôn. Bây giờ mà chồng mình mà các bạn mà theo kiểu mà rủ về quê chơi hay đi tỉnh thành chơi rồi ha, mà đi xe đò đồ ha, là ổng nói thôi 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 đừng kêu tên anh không bao giờ dám đi. Là còn đối với mình thì mình nghĩ là mình đi xe đò gì
nó rẻ tiền, nó có trăm mấy 200 ngàn một vé thôi, mà mình dư ra được 1 triệu mấy mình có thể đi chơi chỗ này chỗ kia ăn nhậu rồi nữa đúng không? Còn ổng hả, ổng thà ổng đi xe 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 bao 2 triệu mấy bỏ tiền, ổng nói là thà anh bỏ tiền ra đỡ đau lưng, đau lưng người nhức nhức giò nhức cẳng lắm, hơi mệt lắm, anh không đi đâu, đi anh đi xe xe bao chứ anh không đi xe đò nữa đâu. Cái này không phải là ông chảnh nữa bạn, mà thật sự ông đau, ông ngồi ông chịu không nổi. Ông nói là ngồi theo kiểu ngồi suốt gì nè, ngồi ngồi suốt mà mấy tiếng đồng hồ như vậy là người ta đâu có quen, còn mình thì mình quen, mình nằm giật nằm dựa, mình nằm trái nằm phải, mình dựa qua dựa lại mình ngủ, còn ổng đâu có chịu nổi, ổng đâu có quen. Rồi cái các bạn biết không, ổng cứ ngồi ổng gồng gì đó các bạn, mình ngủ thôi mà mình mở mắt ra mình dòm là mình thấy ổng đang ngồi vậy đó, ngồi chịu đựng vậy đó. Mình nói thiệt, kêu mình ngồi chỗ đó chắc mình cũng chết chứ không có sống nổi đâu. Cho nên á, ông nói anh ngủ không được, mình hỏi sao không ngủ đi, ông nói anh ngủ không được, xe nó cứ chạy nó dằn dằn cái đó. Rồi các bạn biết ở Việt Nam mình thì hay ấu gà nhiều lắm, nó cứ bưng 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 lên như vậy nè, rồi mình á thì mình quen rồi mình đâu có cảm thấy gì đâu, còn ổng hả, ổng nói dằn kiểu đó chạy anh ngủ không được. Còn các bạn biết khi mà người ta mình qua đây mình sống mà mình biết là cái đường bên đây nó rất là êm, các bạn chạy nhiều khi các bạn không có cảm giác cái độ vàng bưng bưng nữa, không bao giờ nghe luôn á. Cho nên ha, ông về bển ông nói ông đi từ Sài Gòn về quê, ông nói bữa nay anh rim mình quá. Cái mình hỏi sao vậy, ông nói là bữa nay anh đi cưỡi ngựa. Cái mình nghe ông nói vậy mình biết rồi, ông mới nói trời ơi đi cưỡi ngựa khỏi tốn tiền mà còn khiếu nại gì nữa, đi mà được một công đôi việc, vừa về thăm quê vợ mà được vừa được đi cưỡi ngựa nữa, cưỡi ngựa phi miễn phí nữa, lo gì. Ông nói thôi ê vừa ê mình ê đít mà đau chân nữa, ông nói thôi thôi mai mốt tởn rồi không đi đâu cười. Cho nên cái câu chuyện này bữa nay mình kể cho mọi người nghe, mình không biết là những cái anh Việt kiều khác như thế nào thì mình không biết nha, nhưng mà với cái ông chồng của mình lần đầu tiên mình gặp ổng mà mình dẫn ông đi về quê á, là ổng như vậy đó các bạn, đi chịu không có nổi, than ghen ghen nhất mình đau lưng đau đít, tại vì khi mà ngồi gồng vậy nè thì cái độ dằn á là nó sẽ áp lên cái lằn xương sống của mình đó, mình ổng không chịu có nổi đó. Ngày hôm nay kể chút xíu chuyện vui cho mọi người nghe về cái quá trình mà mình hành hạ ổng bằng cách là cho ổng đi xe đò. Mình nói thiệt, mốt mốt mà ghét ổng gì cứ cứ mua vé xe đò ổng bắt cột ổng lên đó bắt ổng ngồi, là nói với ổng là một cực hình, là kêu bằng cực hình, kêu bằng tàn nhẫn với ổng dữ lắm rồi đó. Cho nên ngày hôm nay lên kể chuyện cho mọi người nghe, cũng như là nói xấu chồng luôn cho mọi người biết chút xíu về cái quá trình mà cưới vợ gian nan của ông chồng mình như thế nào. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video nha. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích kênh của mình hãy đăng ký subscribe ủng hộ kênh, đừng quên like cho mình một like ở video này nha. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại, mình sẽ trở lại với những video khác. Bye.